Chào mừng các bạn đến với podcast về bí quyết tìm việc của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với podcast có chủ đề cần chuẩn bị gì cho ngày đi làm đầu tiên. Đối tượng của khóa học ngày hôm nay thì khóa học này dành cho những bạn là sinh viên hoặc là mới ra trường, các bạn đang muốn thay đổi công việc nhưng mà chưa có nhiều kinh nghiệm về tìm kiếm việc làm. Ngày đi làm đầu tiên được xem là một cái ngày rất là quan trọng và đặc biệt trong cuộc đời của bất kỳ ai. Nếu mà bạn là sinh viên mới ra trường thì đây còn được xem là một cái bước ngoặt quan trọng, hoặc là dù bạn đã đi làm vài công ty rồi thì cảm giác hồi hộp, lo lắng hay thậm chí là sợ hãi khi phải đối diện với một cái môi trường làm việc hoàn toàn mới, với những đồng nghiệp và sếp mới thì cũng là một điều theo mình là một điều hoàn toàn bình thường. Bởi vì bạn không biết là mình sẽ được đón nhận như thế nào, bạn sẽ làm được việc tốt công việc mà mình sắp đảm nhận hay không, rồi bạn sẽ phải làm gì trong ngày đầu tiên. Thì đây chính là những nội dung chính mà mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ mình đi vào phần đầu tiên, đó là chuẩn bị các loại giấy tờ và dụng cụ làm việc. Thì trong cái ngày trong ngày đi làm đầu tiên thì thông thường chúng ta sẽ được yêu cầu về một cái bộ hồ sơ cá nhân như là sơ yếu lý lịch này, giấy khám sức khỏe, các loại bằng cấp, căn cước công dân, vân vân. Cho nên bạn hãy đảm bảo là mình đã chuẩn bị đầy đủ và đầy đủ theo yêu cầu của công ty và có mang theo. Tiếp theo là bạn sẽ phải hoàn thành các thủ tục nhận việc và ký kết hợp đồng thử việc, cung cấp các thông tin như là về bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, số tài khoản ngân hàng, vân vân. Thì theo cá nhân mình thì bạn nên lưu trữ những cái thông tin này ở trên phần note của điện thoại hoặc là trên email để bạn có thể nhanh chóng tra cứu và cung cấp khi cần. Tiếp theo là về công cụ làm việc như là laptop, tai nghe để meeting online, chuột, bàn phím, vân vân. Thì nếu mà công ty chưa chuẩn bị kịp cho ngày đi làm đầu tiên và bạn đồng ý là sẽ sử dụng thiết bị cá nhân tạm thời trong thời gian chờ công ty cấp, hoặc là một số công ty yêu cầu bạn phải tự trang bị công cụ làm việc, thì bạn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng và mang theo trong ngày đầu tiên đi làm của mình. Và mình chuyển qua phần tiếp theo, đó chính là mình phải tìm hiểu kỹ về công ty và vị trí mà mình sẽ gia nhập. Thì trong quá trình gửi hồ sơ và tham gia phỏng vấn, chắc chắn bạn đã tìm hiểu về công ty cũng như là vị trí mà bạn sẽ làm việc. Tuy nhiên nó chỉ mới ở mức là tìm hiểu. Còn bây giờ khi mà bạn đã chuẩn bị gia nhập và trở thành một phần của công ty, cho nên bạn sẽ phải tìm hiểu sâu hơn, chi tiết hơn về nơi mà bạn sẽ thuộc về. Tìm hiểu chi tiết về công ty thì... đầu tiên là phần tìm hiểu chi tiết về công ty thì khi mới gia nhập các công ty thường sẽ có tổ chức buổi orientation để chào mừng thành viên mới và giới thiệu lại về công ty một lần nữa. Cho nên mà việc bạn chuẩn bị những cái thông tin này như là tìm hiểu về lịch sử, về giá trị cốt lõi, sản phẩm dịch vụ của công ty, văn hóa, danh tiếng, thành tích, vân vân, thì bạn theo mình thì bạn sẽ được đánh giá cao hơn. Bạn có thể tìm kiếm những cái thông tin này từ trang web của công ty nè, báo chí hoặc là mạng xã hội. Tiếp theo là mình tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm liên quan đến công việc mà mình sẽ đảm nhận. Thì bạn có thể đọc cả kỹ mô tả công việc của mình để nắm rõ trách nhiệm cũng như là kỳ vọng của công ty và xem nó có đúng với những gì mà bạn và công ty đã trao đổi khi phỏng vấn hay không. Nếu mà có thể thì hãy nói chuyện với người tiền nhiệm hoặc là đồng nghiệp để hiểu hơn về công việc để tránh những cái phát sinh không có đáng có về sau này các bạn nhé. Tiếp theo là mình phải chuẩn bị trang phục phù hợp. Ngày đi làm đầu tiên không chỉ cần chuẩn bị tinh thần mà còn phải chuẩn bị cả về hình thức. Ấn tượng đầu tiên với đồng nghiệp luôn rất là quan trọng. Bạn không cần đẹp nhưng mà phải chỉnh chu về mặt ngoại hình, về mặt bề ngoài. Mình còn nhớ các câu chuyện ở phòng làm việc của mình là mỗi lần nghe sếp giới thiệu là ngày mai có nhân viên mới vào là cả phòng thường đã nhao nhao lên. Ủa bạn đó sao? Có vui tính không anh? Có thích uống trà sữa không anh? Có cute không anh? Vân vân. Vậy thì các bạn nên chọn những cái bộ quần áo gọn gàng, lịch sự và phù hợp với văn hóa của công ty. Nếu mà bạn không rõ là công ty có yêu cầu đồng phục hay không thì bạn có thể hỏi bộ phận nhân sự hoặc là người phỏng vấn bạn để xin ý kiến. Đặc biệt là đừng có mang theo quá nhiều đồ đạc cồng kềnh hoặc là ăn mặc như là đi dạ hội, trang điểm quá đậm hoặc là làm lố quá thì không nên các bạn nhé. Tiếp theo là mình nên đến đúng giờ và giao tiếp tích cực. Ngày đi làm đầu tiên là cơ hội để các bạn tạo được ấn tượng tốt với sếp và đồng nghiệp của mình. Vì vậy các bạn nên cố gắng đến công ty sớm ít nhất là 15 phút để có thời gian làm quen với môi trường làm việc mới. Nếu mà bạn được thông tin là các nhân viên bộ phận của mình hoặc là công ty mình sẽ làm thường là đến sớm trước giờ làm việc khoảng 15 phút. Còn nếu mà không thì bạn chỉ cần đảm bảo là đến đúng giờ, nhưng đừng quá sát nút các bạn ha, và cũng đừng quá sớm vì đôi khi nó cũng không cần thiết. Và trong cái buổi gặp gỡ đầu tiên sẽ có phần giới thiệu làm quen. Khi bạn gặp gỡ sếp và đồng nghiệp thì các bạn nên chào hỏi lịch sự và tự giới thiệu về bản thân một cách ngắn gọn và tự tin. Các bạn cũng nên chủ động hỏi han và lắng nghe những cái thông tin liên quan đến công việc hoặc là cuộc sống của các anh chị đồng nghiệp. Tránh việc là tranh cãi hay là nói quá nhiều về bản thân của mình khi mà các bạn chỉ mới gặp họ lần đầu tiên. Tiếp theo là hãy học hỏi và thích ứng nhanh chóng. Ngày đi làm đầu tiên là ngày để các bạn học hỏi những cái kiến thức và những kỹ năng mới liên quan đến công việc của mình sẽ làm. Dù là bạn mới ra trường hoặc là đã từng đi làm thì khi vào một cái môi trường mới chắc chắn sẽ có nhiều thứ bỡ ngỡ và cần làm quen lại từ đầu. Cho nên việc hỏi những cái thông tin cần thiết cho công việc của mình là điều nên làm chứ đừng có e ngại các bạn nhé. Đồng thời phải luôn thể hiện được tinh thần chủ động trong giao tiếp và công việc, thể hiện sự ham học hỏi của mình, bởi vì dù đồng nghiệp hay là cấp trên có nhiệt tình đến đâu đi nữa thì họ cũng không thể lúc nào cũng theo sát bạn để hỗ trợ từng cái chi tiết nhỏ. Cho nên theo mình tính chủ động ở đây sẽ luôn được đánh giá cao hơn. Tiếp theo là bạn nên nắm rõ những yêu cầu và chỉ tiêu công việc trong thời gian thử việc của mình. Bạn nên hỏi người hỗ trợ hoặc là cấp trên của mình để hiểu rõ kỳ vọng của công ty đối với bạn và vị trí mà bạn đang làm việc. Khi mà biết được chỉ tiêu và yêu cầu công việc trong thời gian thử việc sẽ giúp bạn định hướng công việc tốt hơn và biết mình cần làm gì, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian thử thách này. Trong quá trình mà hỏi về chỉ tiêu công việc thì bạn cũng nên thể hiện sự lịch sự, tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và cấp trên. Nếu mà có bất kỳ thắc mắc hay là vấn đề gì thì cũng đừng ngại đặt câu hỏi hoặc là xin ý kiến từ cấp trên nếu cần để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nếu mà công ty bạn làm chưa có các mục tiêu hay là yêu cầu kết quả công việc rõ ràng thì bạn cũng cần tối thiểu là phải nắm được các nhiệm vụ chính của mình trong mô tả công việc để có cơ sở bạn làm cái đánh giá thử việc sau này, tức là sau thời gian thử việc. Việc chuẩn bị tốt cho ngày đi làm đầu tiên mang lại lợi ích gì? Mọi người hay nói đầu xuôi thì đuôi lọt. Việc chuẩn bị tốt cho ngày đi làm đầu tiên mang lại rất là nhiều lợi ích cho bạn. Trước hết là nó sẽ giúp bạn tự tin và chuyên nghiệp hơn trong mắt người quản lý cũng như là đồng nghiệp. Bạn sẽ dễ dàng tạo được ấn tượng tốt và tạo niềm tin cho người khác về năng lực của mình. Từ đó bạn sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ họ. Ngoài ra, việc chuẩn bị tốt còn giúp bạn làm quen với môi trường làm việc mới cũng như là nhanh chóng nắm bắt được các quy trình, chính sách của công ty. Thì từ đó bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, tránh được các sai lầm đáng tiếc và bắt đầu công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất có thể. Thì trên đây là một số nội dung chính mà mình đã cùng nhau trao đổi về chủ đề cần chuẩn bị gì cho ngày đi làm đầu tiên. Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ nội dung cung cấp, tuy nhiên vẫn có thể có những sai sót nhỏ ngoài mong muốn. Thì bạn có thể để lại những cái phản hồi hoặc là câu hỏi vào comment bên dưới. Mình sẽ ghi nhận và giải đáp lại cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn yêu thích bài học ngày hôm nay, đừng quên like để lan tỏa thông tin đến những người cần nó, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề podcast tiếp theo.